Chào mừng các bạn đã đến với lesson số 10. Và trong lesson ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một dạng bài hoàn toàn khác, đó là bar chart, biểu đồ cột. Trên màn hình chính là cái đề mà chúng ta sẽ đi giải ha. Thì tương tự với những cái kia thôi, biểu đồ cột này cũng có hai loại. Thứ nhất là loại thay đổi theo năm, và thứ hai đó là loại không thay đổi, không thể nói được sự thay đổi qua các năm ha. Giống như cái dạng này nè, ở đây có đúng một năm thôi, do đó chúng ta không thể nào nói tăng giảm được, bởi vì nó không có một cái thời kỳ để chúng ta có thể nói về sự tăng giảm ha. Chỉ khi nào mà có các năm khác nhau thì chúng ta mới có thể nói đến cái sự tăng giảm được. Vậy là bây giờ bài này chúng ta cũng phải dùng so sánh về cao và thấp mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích đề một tí xíu. The chart below, biểu đồ dưới đây thể hiện expenditure, các bạn còn nhớ không? Mình đã học ở hai bài luôn rồi. Expenditure chính là bằng với spending, sự chi tiêu. Chi tiêu của hai quốc gia cho consumer goods là những cái loại hàng hóa tiêu dùng ha. Cho những cái loại hàng hóa vào năm 2010. Ở đây chúng ta thấy nè, đây chính là loại hàng hóa 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là chúng ta có 5 cái loại hàng hóa khác nhau. Cars, xe hơi nè, computers, máy tính, sách, nước hoa và máy ảnh ha. Còn ở đây chúng ta có hai quốc gia là màu xanh là Pháp và màu cam là nước Anh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một tí xíu thôi về cái việc chi tiền. Việc chi tiền chúng ta đã học ở hai video luôn rồi. Do đó, trên màn hình mình chỉ nhắc lại một tí xíu. Đây chính là những cái cụm từ nói về sự chi tiêu cho cái gì đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến mở bài ha. Mở bài là dùng đồng nghĩa để viết lại cái đề thi. The chart, người ta không nói rõ biểu đồ gì, chúng ta sẽ ghi là the bar chart. Below bar shows the thành compare, nhớ là đây có một biểu đồ thôi, do đó compare có S. Rồi, expenditure thì thay bằng spending, the spending of two countries, thì chúng ta nói rõ tên của country đó ra là France and the UK. Chúng ta nhớ Mỹ, Anh, Philippines có the đằng trước ha. The UK, the US, the Philippines. Rồi, on consumer goods, các bạn còn nhớ trong cái bài table Huyền có chỉ, khi mà cho các loại hàng hóa khác nhau thì có nghĩa là cho các khoản mục khác nhau. Vậy thì chúng ta thay bằng cho 5 khoản mục khác nhau ha. Nhớ là spend đi với on ha. Rồi, năm 2010 chúng ta viết lại. Rồi, ở đây có một cái, các bạn nhìn nè, ở đây Huyền khoanh tròn có nghĩa là gì? 5 cái khoản mục này có nghĩa là 5 cái khoản mục cụ thể đây nè. Vậy thì chúng ta có thể kể tên nó ra. Được chưa? Để cho cái mở bài của chúng ta nó dài hơn một tí xíu. Rồi, vậy là chúng ta chỉ cần mở ngoặc, đóng ngoặc, kể tên những cái khoản mục cụ thể ra thôi là xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng quan. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ rút tổng quan như thế nào đây? Chúng ta biết là tổng quan chúng ta phải viết hai cái điểm nổi nhất. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao khi mà đề thi ra bar chart? Nếu mà đề thi ra biểu đồ cột đó, thì các bạn nhìn nè. Các bạn sẽ xem cho trong những cái khoản mục này nè, cars, computers, books, perfume hoặc là cameras, có cái khoản mục nào tự nhiên nó cao nhất hay không, hay là có khoản mục nào tự nhiên nó thấp nhất hay không. Thì nếu mà mình so thì mình thấy nè, đó, cao nhất thấp nhất hay không. Rồi, bây giờ mình thấy nè, có phải là cái này cao nhất không? Các bạn nhìn thấy nè, trong 2, 4, 5, trong 5 cái kiểu trạng này thì đây chính là cái cao nhất. Vậy có cái nào thấp nhất không? Cái này thì cũng không thực sự là thấp nhất, đúng không? Tại vì cái cam thấp nhất, nhưng mà ở đây thì cái xanh lại là thấp nhất. Do đó nó các bạn cũng có thể nói, nhưng mà bây giờ mình nhấn mạnh vô cái này nó có điểm chung nè. Vậy thì bây giờ mình rút ra một câu như thế nào đây? Pháp và Anh chi nhiều tiền nhất cho xe hơi, đúng không? Đây chính là cao nhất, nhiều tiền nhất nè. Ngoài ở đây thì chúng ta có là người Anh thì chi ít nhất cho nước hoa, còn người Pháp thì lại chi ít nhất cho camera. Các bạn có thể ghi vào tổng quan cũng được, hoặc là không cũng được. Chúng ta rút ra cái cao nhất là được rồi. Rồi, sau khi là đã so sánh những cái kiểu trạng này với nhau, 5 cái loại này với nhau nè, bây giờ chúng ta sẽ so sánh trong từng cái của nó. Rồi, chúng ta nhìn kỹ vô cái xe hơi thì chúng ta thấy là cái màu xanh với cái màu cam, cái nào cao hơn? Có phải cam cao hơn? Nhìn qua computer thì là xanh cao hơn, nhìn qua book thì thấy cam cao hơn, nhìn qua perfume thì thấy xanh cao hơn, nhìn qua đây thì thấy cam cao hơn. Vậy chúng ta rút ra được gì không? Nhìn chung là cam nó có tới 3 cái cao hơn nè. Thì nhìn chung là người ăn chi nhiều tiền hơn người Pháp, đúng không? Ăn chi nhiều tiền cho hàng hóa tiêu dùng hơn là Pháp. Đó, chúng ta rút thêm một câu. Vậy là bây giờ chúng ta nhớ khi mà đề thi ra biểu đồ bar chart thì thứ nhất là chúng ta sẽ so sánh các khoản mục với nhau. Thứ hai là chúng ta nhìn vô từng khoản mục và chúng ta so sánh cái màu cột với nhau xem màu nào cao hơn. Nếu mà chúng ta chỉ ra được thì chúng ta ghi, còn nếu chúng ta không chỉ ra được thì thôi. Chúng ta không có cần thiết phải ghi, cái nào mà phải chung nhất thì chúng ta mới có thể đưa vào cái tổng quan của chúng ta được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi dịch cái này, đúng không? Anh và Pháp và Anh nè, France and the UK. Thì chúng ta lưu ý là nước Mỹ, nước Pháp và nước Philippines. Ví dụ như vậy thì chúng ta nhớ là thêm giờ trước. The UK, the US, the Philippines, ví dụ như vậy.
Chi nhiều tiền nhất cho cái gì hay là chi ít tiền nhất cho cái gì thì lần trước Huyền đã nói rồi. Spend the most on, spend the least on ha. Cho xe hơi. Spend the most on cars in 2010. Rồi. À, nhớ là đưa chữ spend về quá khứ ha. Bởi vì đây là năm 20. Anh chi nhiều tiền hơn là Pháp. Vậy thì nếu mà A chi nhiều tiền hơn B, Huyền cũng cho rồi. Là A spends more money than B. Còn về loại hàng hóa gì thì chúng ta thêm chữ on ở đây. A chi nhiều tiền cho loại hàng hóa này hơn là B. Vậy chúng ta có công thức. Rồi, chúng ta có là The British spent more money on consumer goods than the French. Các bạn nhìn thấy trên câu trên thì mình dùng là France, nước Pháp. Ở dưới thì mình dùng the French, có nghĩa là người Pháp. Ở đây mình dùng là the UK, là nước Anh. Ở đây mình dùng là the British, người Anh ha. Đó, mình thay đổi liên tục trong bài vậy đó. Vậy là chúng ta có một cái euro hoàn chỉnh. Thì ở đây mình thêm chữ euro, ở đây mình thêm cái it is also noticeable that vô cho nó kết nối cho nó hay hơn mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta xem outline. Rồi, bây giờ chúng ta outline. Chúng ta biết là chúng ta có hai body, body 1 và body 2. Thì đối với cái biểu đồ này nè, body 1 các bạn cứ viết những cái nào có kiểu trạng giống nhau. Kiểu trạng giống nhau là sao? Các bạn nhìn nè. Có phải là ba cái này đều có màu cam cao hơn màu xanh đúng không? Vậy là chúng ta ghi ba cái này vô cái body 1, còn hai cái còn lại là màu xanh cao hơn màu cam thì chúng ta đưa nó vô body 2 ha. Rồi, bây giờ chúng ta có nè. Bây giờ xe hơi, sách và máy ảnh. Rồi bây giờ chúng ta xem từng nước nè. Đối với xe hơi thì nước Anh chi là khoảng 450 nè, nước Pháp là chi khoảng 400. Đó, chúng ta cứ đưa số liệu ra mà thôi. Được chưa? Rồi bây giờ tới tới sách thì sao? Rồi tới sách thì 400 với lại 300 lần lượt. Được chưa? Còn với camera thì Anh chi tương đây, Pháp chi tương đây. Các bạn nhìn thấy là riêng đối với cái camera thì Anh chi gấp đôi Pháp. Thì mình ghi chú vô đây để lát nữa mình vô thanh bài mình làm. Rồi bây giờ tới body 2 nè. Computers với lại perfume thì chúng ta thấy là Pháp chi tương đây mà Anh chi tương đây nè. Computers nè, Pháp Anh chi 350, Pháp chi 380 nè. Rồi perfume thì là Anh là chi ít hơn 150 còn Pháp là chi khoảng 200 ngàn. Được chưa? Và đơn vị ở đây là pounds sterling, có nghĩa là bảng Anh đó ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đưa cái này thành một cái body hoàn chỉnh. Bây giờ các bạn nhìn thử cái cách Huyền làm ha. Cái này Huyền sẽ ghi là người Anh chi khoảng 450.000 bảng cho xe hơi, trong khi chi tiêu cho khoản mục này ở Pháp thấp hơn một tí xíu là khoảng 400.000 bảng mà thôi. Rồi, sách, lượng tiền mà Anh và Pháp chi cho sách là khoảng tương đây và tương đây lần lượt. Rồi, chi tiêu cho camera ở Anh là gấp đôi chi tiêu cho Pháp. Được chưa? Lát nữa chúng ta sẽ học những cái công thức này. Bây giờ chúng ta sẽ dịch dần dần nè. Người Anh là people in the UK. Hồi nãy là người Anh là the British, bây giờ mình lại đổi là people in the UK. Đó, mình có rất là nhiều cách đổi. Chi bao nhiêu tiền cho cái gì là spend bao nhiêu tiền on cái gì. Nhớ ha, spend đi bây giờ từ on. Spend tương đương tiền cho xe hơi nè. Trong khi, while, chi tiêu cho, expenditure on, this category, có nghĩa là cái khoản mục này là khoản mục xe hơi đó. Ở Pháp, thấp hơn một xíu là slightly lower nè. Nhớ có to be đằng trước, khoảng tương đây mà thôi. Lượng tiền mà Anh và Pháp là the amount of money that the British and the French chi cho cái gì đấy là spent on books là tương đây và tương đây lần lượt. Amount ở đây có S do chúng ta đang nói về lượng tiền của cả hai nước ha. Rồi, chi tiêu cho camera là expenditure on cameras in the UK ở Anh nè là tương đây. Rồi, vậy là bây giờ chúng ta phải học công thức là gấp đôi. Vậy bây giờ các bạn nhìn nè. Was over double that of. Đây chính là công thức mà chúng ta cần lưu ý là to be double that of là gấp đôi con số của. Over là hơn gấp đôi ha. Hơn gấp đôi con số của Pháp. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã có một body hoàn chỉnh. Bây giờ tới body 2 nè. Pháp chi nhiều tiền cho các hàng hóa còn lại hơn là Anh. Đây là cái câu giới thiệu của chúng ta ha. Rồi bây giờ chúng ta có nè. Khoảng 380.000 bảng được chi bởi người Pháp cho máy tính nè. Trong khi chi tiêu cho khoản mục này bởi người Anh là thấp hơn một xíu, là xấp xỉ 350, 350.000 bảng. Đối với nước Hoa thì sao? Chi tiêu cho nước Hoa ở Pháp cao hơn so với chi tiêu của Anh, tương đây và tương đây lần lượt. Rồi, bây giờ mình sẽ có nè. France là Pháp chi nhiều tiền cho cái khoản mục, cho những cái hàng hóa còn lại. The remaining có nghĩa là còn lại, goods là hàng hóa ha, hơn là người Anh. Rồi, hơn 380.000 bảng were spent, ở đây mình dùng bị động to be V3, được chi bởi người Pháp là by the French. Rồi, ở máy tính nè.
Rồi, trong khi đó, chi tiêu cho cái khoản mục này nè, bởi người ăn nè, thấp hơn là có tương đây mà thôi. Rồi, chi tiêu cho là expenditure on, nước hoa là perfumes, ở Pháp in France cao hơn là was slightly higher than that of the UK. Cái này thì Huyền chỉ ở video số 3 về phần so sánh rồi. Tương đây và tương đây respectively là lần lượt. Vậy là chúng ta đã có một cái khổ body hoàn chỉnh. Và đây chính là cái bài làm của chúng ta. Các bạn hãy xem lại, rút lại công thức và xem video cho thật kỹ ha, để hiểu bài hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.